Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp trên kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sang Việt Nam vừa qua đã được người Trung Quốc đặc biệt chú ý. Nhưng trong khi cả thế giới theo dõi xem Mỹ có bỏ cấm vận Việt Nam hay không, thì Trung Quốc chỉ quan tâm và sợ nhất là Việt Nam sẽ thỏa thuận cho Mỹ trở lại Cam Ranh. Vì sao họ lại sợ điều này? Và nếu điều này thực sự xảy ra, thì Trung Quốc đã phản ứng ra sao? Mời các bạn lắng nghe bài phân tích của nhà bình luận quân sự Trung Quốc Trần Quang Văn trong một bài viết đăng trên mạng Sina. Sau đây là nội dung chủ yếu: nếu Hoa Kỳ và Việt Nam có thể đạt được một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ quay lại đóng quân ở Cam Ranh, đây sẽ là một sự kiện lớn trong địa chính trị. Đồng thời cũng có thể nói rằng khi đó Việt Nam chính thức bắt tay vào một chiến lược đối địch hoàn toàn với Trung Quốc. Điều quan trọng nhất là nếu quân đội Mỹ trở lại đóng quân ở vịnh Cam Ranh, điều đó đối với Hoa Kỳ mà nói sẽ giúp củng cố thế đứng ở Tây Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường một bước sự hiện diện quân sự ở Biển Đông. Điều này ở phương diện thứ nhất là bổ sung vào lỗ hổng chiến lược của họ ở chuỗi đảo thứ nhất, và phương diện thứ hai là phá được chiến lược của Trung Quốc. Nếu có cái gì đó ở hai bên bờ Đông và Tây Biển Đông tạo ra uy hiếp đối với các đảo mà Trung Quốc đang xây dựng ở Trường Sa thì các nỗ lực của Trung Quốc thời gian qua đã gần như uổng công. Vốn dĩ Trung Quốc thiết lập căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược trên đảo Hải Nam, lại lợi dụng xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa làm căn cứ hải không quân nhằm tăng cường giám hộ để đảm bảo an toàn cho các lực lượng phản kích hạt nhân chiến lược. Tuy nhiên, căn cứ hạt nhân đó từ nay về sau sẽ phải đối mặt với áp lực của quân Mỹ, các ưu thế cũ sẽ không còn tồn tại. Điều đáng sợ thứ hai là khi quân Mỹ trở lại Cam Ranh, không chỉ có các căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược bị ảnh hưởng, mà chiến lược đột phá ra Ấn Độ Dương của Trung Quốc cũng bị ngăn chặn. Hiện nay, Hải quân Trung Quốc đang dựa vào các tàu hộ tống ở Somali và các tàu ngầm để tuần tra Ấn Độ Dương, nhằm vươn tới một lực lượng hải quân đại dương. Nếu Mỹ sau khi đã trở lại Subic và lại đặt được căn cứ không quân và hải quân ở Cam Ranh thì có nghĩa là hai căn cứ hải quân tốt nhất ở Biển Đông đều thuộc về quân đội Mỹ, và từ đó tất cả các hoạt động quân sự của họ ở vùng biển này sẽ không còn bất kỳ hạn chế gì nữa. Có thể vạch ra là nếu Mỹ trở lại được Cam Ranh, ngoài số lượng lớn chiến hạm và máy bay ra, họ còn có thể bố trí một tàu sân bay cỡ như chiếc Tani. Như vậy thì kết quả sẽ là gì? Không nghi ngờ gì nữa, không những chiến lược đột phá của Hải quân Trung Quốc từ Malacca đến chuỗi đảo thứ nhất trở thành bèo bọt, mà còn có thể bóp nghẹt Hải quân Trung Quốc trong Biển Đông và phá tan cơ hội tiến vào đại dương của Trung Quốc. Nhưng điều nghiêm trọng hơn là dưới sự cổ vũ của Mỹ, các bên liên quan ở Biển Đông cũng xôn xao hành động. Không chỉ có các đảo, nhiều bãi đá và rạn san hô giờ đây cũng được trú mờ, và Trung Quốc sẽ hoàn toàn mất đi cục diện ưu thế trước đó. Vì vậy, Trung Quốc phải kiên quyết ngăn chặn Hoa Kỳ và Việt Nam đạt được thỏa thuận này. Nếu không, các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Trung Quốc sẽ không có phạm vi trú ẩn an toàn, đồng thời cũng càng khiến cho chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông từ đó thụ động hơn và việc giải quyết tranh chấp càng phức tạp hơn. Để ngăn chặn điều này, có thể dùng chiến lược, phân kích võ dọa, đương nhiên cũng có thể dùng đòn kinh tế. Mục đích là không để Mỹ trở lại vịnh Cam Ranh, càng không để Việt Nam cho Mỹ hoàn toàn nắm lấy. Nếu không như vậy, tác động không những ảnh hưởng đến sự trỗi dậy của Trung Quốc, mà rất có khả năng còn ảnh hưởng đến vận mệnh của Trung Quốc trong hàng chục, thậm chí hàng trăm năm tới. Thưa các bạn, trên đây chúng tôi đã chuyển tải lại tinh thần bài phân tích của nhà bình luận quân sự Trung Quốc là Trần Quang Văn. Những luận điểm của ông Văn về mối uy hiếp với Trung Quốc nếu Mỹ quay lại Cam Ranh đã được tác giả nói rõ ràng. Đó là góc nhìn của người Trung Quốc về vấn đề đó. Chúng ta không có gì phải bàn luận nữa. Điều chúng ta cần lưu ý là đoạn gần cuối. Ông ta nói, dưới sự cổ vũ của Mỹ, các nước liên quan xôn xao hành động khiến Trung Quốc mất ưu thế của cục diện trước đó. Vậy cục diện trước đó là cục diện gì? Chẳng qua cục diện trước đó là Trung Quốc là nước lớn nhất trong các bên tranh chấp. Họ luôn tuyên bố giải quyết song phương với từng nước. Nhưng ai chẳng biết khi đàm phán với một nước lớn thì các nước nhỏ sẽ bị bắt bí, nên đâu có ai dạy gì mà mắc mưu Trung Quốc. Điều thứ hai là Trần Quang Văn nêu ra các cách để ngăn cản Mỹ quay lại Cam Ranh. Trong đó ông ta dùng cụm từ chiến lược văn kích võ dọa, có thể hiểu là tấn công bằng ngoại giao và gây áp lực răn đe bằng quân sự. Kế đó, ông ta lại nói cả đến đòn đánh bằng kinh tế để gây sức ép với Việt Nam. Sự thực thì những mưu kế xảo quyệt này, Trung Quốc đã dùng đi dùng lại nhiều lần trong thời gian qua. Năm 2014 họ hạ giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, nhưng vẫn lưu la rằng Việt Nam cho tàu ra quấy phá giàn khoan của họ. Đó là lối văn kích theo kiểu vừa ăn cướp vừa la làng. Còn võ dọa là liên tục tập trận trên biển, đóng tàu to, súng lớn trang bị cho lực lượng ngư chính, hải cảnh. Đòn kinh tế thì sau sự kiện giàn khoan họ gây khó dễ cho hoa quả nông sản Việt Nam xuất khẩu sang nước họ, khiến đồng bào miền Bắc nước ta phải phát động phong trào ăn dưa hấu ủng hộ bà con miền Trung. Thực ra, đối với vấn đề kinh tế, ngày nay tuy Trung Quốc là đối tác làm ăn lớn nhất với Việt Nam nhưng không phải là đối tác duy nhất. Trong thời kỳ Trung Quốc làm khó khăn với hàng Việt Nam,
một số chuyên gia kinh tế đã phát biểu rằng có khi việc làm của họ lại là một chất xúc tác tốt để Việt Nam thoát được những mối nguy hiểm của hàng tàu. Thứ ba, ông Trần Quang Văn đã nói rằng, nếu không ngăn cản việc Mỹ trở lại Cam Ranh thì Việt Nam có thể bị Mỹ nắm lấy và như vậy ảnh hưởng đến vận mệnh Trung Quốc cả trăm năm sau. Qua đó có thể thấy họ sẽ sẵn sàng dùng mọi mưu hèn, kế bẩn để phá Việt Nam, nếu ta cho Mỹ trở lại Cam Ranh. Đối với Việt Nam, nếu cho Mỹ trở lại Cam Ranh thì sẽ phải đối mặt với những hành động trả đũa của Bắc Kinh. Sự quấy phá về kinh tế và áp lực quân sự của họ sẽ khiến Việt Nam điêu đứng và sớm muộn rồi sẽ phải dựa vào một nước lớn khác mới đủ sức đứng vững. Một khi đã bị phụ thuộc về kinh tế thì tất yếu phụ thuộc về chính trị và trở thành con cờ để các nước lớn mặc cả với nhau. Đó là điều không bao giờ một đất nước có chủ quyền mong muốn. Vì hiểu như vậy nên chính sách nhất quán của Việt Nam là không cho nước khác đặt căn cứ quân sự trên đất nước mình. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đã rất khôn khéo khi cho xây dựng cảng quốc tế Cam Ranh. Cảng quốc tế tức là ngoài khu vực quân sự dành riêng cho Hải quân Việt Nam thì còn một khu dành cho tàu thuyền, cả quân sự, dân sự nước ngoài có thể vào sửa chữa hoặc sử dụng các dịch vụ hậu cần. Với cảng quốc tế Cam Ranh, Việt Nam vừa thu được lợi nhuận kinh doanh dịch vụ, vừa có thể củng cố thế và lực để giữ gìn biển đảo của mình. Đúng lúc giới quan sát Trung Quốc đang quan tâm đến Cam Ranh như vậy thì hôm 4 tháng 6, trong khi tham dự diễn đàn đối thoại an ninh Shangri-La, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã tuyên bố mời tàu Trung Quốc đến cảng Cam Ranh. Có thể nói thông tin này là một sự kiện khá là gây bất ngờ. Trong bản tin hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nước cờ này của Việt Nam có ý nghĩa gì. Có thể nói rằng, thông báo này trước hết là liều thuốc an thần hạ sốt cho những cái đầu đang sốt sình sịch ở Bắc Kinh sau khi Obama tuyên bố gỡ bỏ cấm vận Việt Nam. Kể từ sau sự kiện đó, giới quan sát bình luận của Trung Quốc rất lo ngại rằng, trên đà tiến triển quan hệ Việt-Mỹ, Việt Nam có thể cho Mỹ trở lại Cam Ranh, giúp Mỹ chặn đứng con đường vươn ra đại dương của tàu ngầm Trung Quốc. Trong bối cảnh những nghi ngại của người Trung Quốc gia tăng, thông báo của tướng Vịnh là một liều thuốc an thần rất tốt cho họ, ít nhất cũng làm họ an tâm rằng Việt Nam đã xây dựng cảng quốc tế để làm dịch vụ cho tàu quân sự, dân sự nước ngoài, nên sẽ không cho lực lượng quân sự nước nào thuê nữa. Điểm thứ hai, đáng lưu ý là trong thời gian qua, tàu chiến của các nước như Nhật, Ấn Độ, Nga, Pháp và một số nước khác đã ghé thăm Cam Ranh. Trong số đó đáng chú ý có Nhật và Ấn Độ là những nước ít nhiều có mâu thuẫn, tranh chấp với Trung Quốc. Các chuyến thăm của tàu chiến hai nước này đến Cam Ranh trong bối cảnh Biển Đông căng thẳng, không ít thì nhiều cũng đã khiến Trung Quốc có cảm giác các nước khác đang lập liên minh đối phó họ. Nếu cảm giác này của họ tăng lên, Bắc Kinh sẽ tìm cách phá hoại, mà người đầu tiên bị chĩa mũi dùi sẽ là Việt Nam. Bởi thế, việc mời tàu Trung Quốc đến Cam Ranh là động tác để hóa giải những nghi kỵ của người Trung Quốc và chứng tỏ cho họ thấy họ cũng được chào đón ở cảng quốc tế Cam Ranh như tàu bè của các nước khác. Điểm thứ ba là nhiều chuyên gia thời gian qua đã đánh giá, Cam Ranh có vị trí chiến lược rất quan trọng đối với Biển Đông và nó sẽ là át chủ bài của Việt Nam. Bản thân giới quan sát và bình luận Trung Quốc cũng tin rằng Cam Ranh sẽ là con át chủ bài của Việt Nam để đối phó Trung Quốc. Bởi vậy, họ không thể tin rằng Việt Nam sẽ dám cho tàu Trung Quốc đến Cam Ranh. Trong vấn đề này, rõ ràng nếu Trung Quốc bất chấp tất cả để gây chiến, chiếm biển đảo của Việt Nam thì Cam Ranh sẽ là căn cứ quan trọng trong chiến lược bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay, mọi chuyện chưa đi quá xa, bạn chưa lên nòng nên chủ trương của Việt Nam vẫn là kiên quyết bảo vệ chủ quyền nhưng tránh phải đổ máu. Sau mấy cuộc chiến tranh lâu dài, đất nước Việt Nam mới chỉ vừa yên tiếng súng được hơn 20 năm. Một khi chiến tranh lại xảy ra nhưng nỗ lực thời gian qua phút chốc sẽ trở thành đống đổ nát. Với quyết định mời Trung Quốc đến thăm Cam Ranh, Việt Nam đã làm một điều ngoài sự tiên liệu của Trung Quốc. Nó có ý nghĩa xây dựng lòng tin lẫn nhau. Lòng tin ở đây bao gồm cả hai mặt. Thứ nhất là nếu Trung Quốc cử tàu đến thăm sẽ tận mắt nhìn thấy chủ trương và hành động nhất quán của Việt Nam. Để khỏi phải nghi ngờ rằng miệng thì Việt Nam nói xây dựng cảng quốc tế, nhưng bên trong lại cho nước nào đó đóng quân để chống Trung Quốc. Mặt thứ hai là để Trung Quốc cảm nhận thực tế được Cam Ranh là yếu tố địa lợi ở Biển Đông của Việt Nam, và ở đó Việt Nam đã tự tin có sẵn những phương án để bắt đối phương phải chịu thiệt hại nếu phiêu lưu quân sự. Một số người có thể lo ngại rằng, việc người Trung Quốc đến vịnh Cam Ranh sẽ làm lộ bí mật quân sự của nước ta. Sự thực thì không phải như vậy. Cảng Cam Ranh hiện nay được chia làm 3 khu vực. Một là cảng cá của ngư dân, hai là cảng quân sự dành riêng cho hải quân, và ba là cảng quốc tế dành cho cả tàu quân sự lẫn dân sự của nước ngoài có nhu cầu có thể vào sử dụng cảng quốc tế và cảng quân sự tách biệt với nhau, không sợ lộ bí mật quân sự. Vậy việc mời Trung Quốc đến cảng Cam Ranh sẽ gửi thông điệp gì đến Mỹ? Theo chúng tôi, quyết định này sẽ nói rõ với không chỉ người Mỹ mà với cả thế giới rằng Việt Nam quyết tâm kiên trì giữ vững độc lập, tự chủ trong đường lối đối ngoại của mình, không dựa vào nước lớn này để chống nước lớn khác. Thứ hai là Việt Nam sẽ không đặt mình vào mặt trận chống Trung Quốc của Mỹ. Hiện Mỹ và Việt Nam đều có lợi ích khi phản đối và ngăn chặn các hoạt động liều lĩnh của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ chỉ hoạt động vì lợi ích của mình và Mỹ cũng vậy. Lợi ích của Việt Nam là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, còn lợi ích của Mỹ là ngăn chặn Trung Quốc vươn ra đại dương để trở thành đối trọng với Mỹ.
Nếu Việt Nam không tỉnh táo tự đặt mình vào phòng tuyến chống Trung Quốc của Mỹ thì người đầu tiên Trung Quốc đối phó sẽ là Việt Nam chứ không phải là Mỹ giống như năm 1979. Một trong những nguyên nhân Trung Quốc đánh Việt Nam cũng là để thử thách Hiệp định Việt-Xô ngày nay. Họ hoàn toàn có thể làm một cái gì đó tương tự nếu Việt Nam ngả hẳn sang phía Mỹ. Bây giờ chúng ta hãy xem xét đến người Trung Quốc, họ tiếp nhận thông tin này như thế nào. Trong một bài bình luận đăng trên thời báo Hoàn Cầu, giáo sư Hoàng Hưng Cầu ở Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Công nghệ Chiết Giang nhận định, việc các quan chức cấp cao Việt Nam mời tàu chiến Trung Quốc vào cảng quốc tế Cam Ranh là một quyết định thật không dễ dàng. Trong cục diện tranh chấp Biển Đông, Cam Ranh được người Việt Nam xem như át chủ bài. Việt Nam mời tàu Trung Quốc thăm cảng quốc tế Cam Ranh cho thấy, ít nhất Việt Nam mong muốn giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, là nơi có một cảng quân sự trọng yếu nằm trên địa bàn sung yếu ở Biển Đông, nên mặc nhiên Cam Ranh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Do đó, nếu tàu chiến Trung Quốc nhanh chóng thăm cảng quốc tế Cam Ranh theo lời mời và được phía Việt Nam tiếp đón nhiệt tình, cung cấp các dịch vụ chất lượng thì có thể góp phần củng cố thêm lòng tin, giảm căng thẳng ở Biển Đông. Việt Nam quyết định thả viên Minh Châu Cam Ranh xuống biển lửa Biển Đông là một hành động quá tầm nhìn, có trí tuệ. Lời mời của Việt Nam ở góc độ nhất định cho thấy, lòng tin giữa hai bên được tăng cường là biểu hiện của thiện chí. Thưa các bạn, như lời giáo sư Hoàng Hưng Cầu, quyết định mời cả tàu Trung Quốc đến Cam Ranh của Việt Nam là một hành động có tầm nhìn, có trí tuệ. Việt Nam đã thể hiện thiện chí, cho nên nếu Trung Quốc không cư xử thiện chí mà tiếp tục thô bạo thì hình ảnh Trung Quốc ngày càng xấu, chính nghĩa của Việt Nam ngày càng sáng ngời. Có thể có người sẽ cho rằng phải chăng vì sợ Trung Quốc, cho nên Việt Nam mới tuyên bố mời tàu Trung Quốc đến Cam Ranh. Thật ra nếu người ta sợ thì không ai dám mời đối thủ tiềm tàng đến nơi căn cứ chiến lược của mình. Chỉ khi đã hoàn toàn tự tin vào bản thân, tự tin vào chính nghĩa của mình, thì mới dám mời đối thủ tiềm năng đến một nơi thuộc loại bí mật quân sự bậc nhất của mình mà thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Bắt đầu từ tối ngày hôm qua, Nam Kinh hứng chịu một đợt mưa lớn mới. Mưa như chút nước, tính đến 14 giờ chiều ngày hôm nay, lượng mưa trung bình ở khu vực đô thị chính của Nam Kinh là 181mm, mực nước các sông hồ nội địa trên toàn lưu vực dâng cao. Theo dự báo của Cục Khí tượng Nam Kinh, dự kiến từ chiều nay đến sáng mai ở Nam Kinh vẫn có mưa to cục bộ với lượng mưa tập trung từ 50-100mm. Cục bộ có nơi từ 120-150mm. Từ chiều mai đến đêm ngày kia, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc. Lượng mưa ở Nam Kinh sẽ suy yếu. Tuy nhiên, đến ngày tiếp theo, vành đai mưa sẽ lại dịch chuyển về phía Nam. Trong thành phố vẫn sẽ có lượng mưa lớn. Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Trụ sở Phòng chống hạn hán và Kiểm soát lũ lụt tỉnh Giang Tô, từ 8 giờ sáng ngày hôm qua đến 14 giờ chiều ngày hôm nay, lưu vực sông Tần Hoài có mưa lớn với lượng mưa tích lũy trên bề mặt là 180mm. Bị ảnh hưởng bởi thủy triều dâng cao của sông Dương Tử, mực nước của toàn bộ sông Tần Hoài đã tăng lên nhanh chóng. Mặc dù Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh đã xả nước lũ tại tất cả các cổng xả của Vũ Đỉnh Môn và cửa sông Tần Hoài với tốc độ dòng chảy là 569 m khối mỗi giây, đến 14 giờ ngày hôm nay, mực nước tại trạm Đông Sơn đã lên 10,79 m, cao hơn mực nước cao nhất lịch sử 10,74 m năm 1991 là 0,05 m, mực nước tiếp tục dâng cao. Hiện tại, các quận, huyện ở Nam Kinh và Trấn Giang đang dốc toàn lực phòng chống để đảm bảo an toàn cho việc kiểm soát lũ lụt trong lưu vực. Tại khu vực đô thị Nam Kinh, công tác kiểm soát lũ lụt cũng đang diễn ra sôi nổi. Các cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý Đô thị thành phố đều được huy động làm công tác chống ngập. Các thiết bị đều hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn dữ dội nên mực nước các sông hồ nội địa toàn lưu vực Nam Kinh vẫn đang dâng cao. Hồ Huyền Vũ đang tiến sát ngưỡng cảnh báo, mực nước các sông nội địa và sông Dương Tử đã đạt ngưỡng cảnh báo. Theo dự báo thời tiết, mưa xối xả sẽ tiếp tục và việc kiểm soát lũ lụt đô thị sẽ đối mặt với một tình huống cực kỳ bất lợi. Ngoài ra, do ảnh hưởng của lượng mưa, Cục Khí tượng quận Giang Ninh, Nam Kinh và Cục Tài nguyên và Đất đai đã cùng đưa ra một báo cáo đặc biệt về dự báo cảnh báo sớm các thảm họa địa chất. Tính đến 12 giờ trưa ngày hôm nay, lượng mưa tích lũy trong khu vực từ 87,5 mm đến 255,2 mm. Khu vực trung tâm và phía bắc của quận Giang Ninh có lượng mưa tương đối lớn, trong khi khu vực phía nam có lượng mưa yếu, tất cả đều đạt ngưỡng mức độ mưa lớn. Theo phân tích dữ liệu khí tượng mới nhất, liên tục trong những ngày tới, Giang Ninh sẽ vẫn chịu ảnh hưởng của mưa to với lượng mưa lớn.
Thời tiết mưa nhiều, đặc biệt là mưa lớn ngắn hạn là yếu tố quan trọng gây ra các tai biến địa chất như trượt lở đất, sụt lún mặt đất, cần tăng cường kiểm tra, giám sát các nguy cơ tiềm ẩn của thiên tai địa chất, đồng thời đảm bảo nhân viên túc trực 24/24 giờ. Thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt. Thưa quý vị, tính đến 10 giờ ngày hôm kia, 96 quận huyện trong 10 thành phố và một quận ở Thiểm Tây đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt kể từ ngày đầu tháng. Dân số bị ảnh hưởng là 4,1125 triệu người, với 50 người chết và 8 người mất tích. Thiệt hại kinh tế trực tiếp của tỉnh do thiên tai là 5,728 tỷ nhân dân tệ. Theo số liệu của Cục Khí tượng Thiểm Tây, từ gần 20 ngày qua, lượng mưa trung bình toàn khu vực ở tỉnh Thiểm Tây là 244,6mm, cao nhất trong cùng thời kỳ lịch sử kể từ năm 1961. Trên địa bàn tỉnh có 165 trận mưa dông và mưa bão. Các trạm ở Quan Trung và miền Nam Thiểm Tây, cả hai đều có lượng mưa nhiều nhất trong cùng thời kỳ lịch sử kể từ năm 1961. Theo thống kê kiểm tra được báo cáo bởi các phòng công vụ của nhiều quận ở Thiểm Tây, tính đến 10 giờ sáng ngày hôm kia có 96 quận, huyện trong 10 thành phố và một huyện của tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Có 4,4125 triệu người bị ảnh hưởng, 50 người chết do thiên tai, 8 người mất tích, 485.500 người phải di rời khẩn cấp, trong đó 150.000 người di rời vì lý do an toàn. 250.800 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 256.300 ha hoa màu bị tàn phá, thiệt hại kinh tế trực tiếp của tỉnh do thiên tai là 5,728 tỷ nhân dân tệ. Mưa lũ ở Vị Nam, Tây An và Hàm Dương rất nghiêm trọng. Các loại cây trồng như ngô và rau vụ hè bị thiệt hại nặng nề. Từ 2 ngày trước, Trung tâm Gây quỹ và Cứu trợ thiên tai tỉnh Thiểm Tây đã khẩn trương phân bổ các loại vật tư cứu trợ thiên tai trong kho chứa vật tư cứu trợ thiên tai của tỉnh, theo yêu cầu thông báo của Ban dân chính tỉnh. Tính đến ngày hôm nay, 10.500 chân bông, 2.050 áo khoác bông, 1.000 lều đơn rộng 12m², 2.200 giường gấp, 100 túi ngủ và 2 bộ đèn tự phát đã được phân bổ cho nhiều nơi ở Thiểm Tây. Hiện tại, hàng cứu trợ đến các nơi vẫn đang được khẩn trương phân bổ. Theo yêu cầu của Bộ Chính quyền tỉnh Thiểm Tây, Ban Nội chính của tỉnh đang lập kế hoạch khôi phục và xây dựng lại nhà ở sau lũ lụt, đồng thời yêu cầu các sở dân chính của tất cả các thành phố và quận tiến hành công việc tái thiết như sớm nhất có thể. Thưa quý vị, một trận động đất lớn đã xảy ra tại huyện Lục Điếm, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc lúc 4 giờ 30 phút chiều theo giờ địa phương ngày hôm thứ Năm tuần này. Mạng lưới địa chấn Trung Quốc đo được cường độ của trận động đất là 6,5 độ Richter với độ sâu tiêu cự là 10 km. Theo Cục Dân chính tỉnh Vân Nam, trận động đất đã khiến 617 người thiệt mạng và 3.143 người bị thương. Gần 230.000 người phải di rời khẩn cấp, gần 80.000 ngôi nhà bị sập và 120.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Một trận động đất lớn đã xảy ra tại huyện Lục Điếm, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào lúc 4 giờ 30 phút chiều theo giờ địa phương. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ United States Geological Survey USGS đã đo được cường độ trận động đất là 6,1 độ Richter và mạng địa chấn Trung Quốc đo được cường độ của trận động đất là 6,5 độ Richter. Theo dữ liệu của USGS, tâm chấn nằm cách thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam 29 km về phía Tây Nam, có tọa độ 27,245 độ Vĩ Bắc và 103,427 độ Kinh Đông với độ sâu tiêu cự là 10 km, gia tốc bề mặt tối đa là 948,5 gan. Tương ứng với trận động đất mạnh 7 độ Richter, chủ yếu ở các khu vực gần tâm chấn, chẳng hạn như thị trấn Long Đầu Sơn, tâm chấn của trận động đất này nằm ở nơi tiếp giáp của mảng Ấn Độ và mảng Á Âu. Mảng Ấn Độ siết chặt và va chạm với mảng Á Âu về phía Tây Bắc với tốc độ khoảng 51mm mỗi năm. Theo giải pháp cơ chế đầu mối của USGS, trận động đất này được tạo ra bởi sự lệch vị trí đứt gãy trượt nông. Theo số liệu của Cục Dân chính tỉnh Vân Nam, trận động đất đã khiến 617 người chết và 3.143 người bị thương, gần 230.000 người phải di rời khẩn cấp, gần 80.000 ngôi nhà bị sập và 120.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, trận động đất đã gây ra sạt lở, làm gián đoạn nhiều tuyến đường và hình thành hồ chắn đường. Chính quyền địa phương đã sơ tán an toàn hơn 4.200 người dân bị ảnh hưởng ở thượng và hạ lưu hồ chắn đường. Các vấn đề chính do trận động đất gây ra bao gồm một số lượng lớn các tòa nhà bị hư hại, các sườn dốc bị sập, các con đường chính bên ngoài và các cơ sở hỗ trợ sự sống bị gián đoạn. Khu vực xảy ra động đất nằm ở phía đông bắc dãy Vô Mông trên cao nguyên Vân Nam. Nơi đây có môi trường tự nhiên khắc nghiệt, cấu tạo địa chất phức tạp, độ cao nhất là 2.780m, thấp nhất là 520m, chênh lệch độ cao 2.260m. Đá rơi, sụp đổ và sạt lở đất là phổ biến trong khu vực động đất sau trận động đất này.
đá lở và lở đất gây ra thương vong lớn và thiệt hại cho cơ sở hạ tầng như nhà cửa và đường xá. Ngoài ra, từ tháng 5 đến tháng 9 là mùa mưa ở tỉnh Vân Nam, tháng 7 và tháng 8 là thời kỳ trung bình của lượng mưa. Sau trận động đất, mưa gián tiếp kéo dài nhiều ngày làm gia tăng khả năng xảy ra thiên tai sạt lở đất dốc. Ở những khu vực như huyện Lục Điếm và Kiều Gia, gần khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khoảng 70% các tòa nhà ở dạng kết cấu gạch gỗ, kết cấu gạch dân dụng và nhà kết cấu gỗ đá chưa được thiết kế để chống động đất và khoảng 30-50% trong số đó bị hư hỏng hoàn toàn. Nhà kết cấu gạch và kết cấu khung cốt thép chiếm khoảng 30%, tỷ lệ nhà bị phá hủy và hư hỏng nặng khoảng 10%. Trận động đất đã hình thành một hồ chắn ở Hồng Thập Yển, đã nhấn chìm 1.270 ha ruộng và làm sập 350 ngôi nhà. Mực nước tiếp tục dâng cao do lượng mưa liên tục trong khu vực. Ngoài việc đe dọa sự an toàn của người dân, nó còn gây nguy hiểm trực tiếp cho 7 nhà máy điện ở Hạ Lưu, huyện Huệ Trạch và 641 trạm cơ sở truyền thôn. Tại quận Lục Điếm, 61 trạm gốc đã bị hỏng, chiếm gần 20% tổng số của quận. Trong đó 54 trạm do mất điện và 7 trạm do hư hỏng cơ sở, do đó mất điện liên tục trong khu vực động đất và đường không thể đi lại. Sự cố của các phương tiện liên lạc do mất điện vẫn có thể mở rộng do các yếu tố như không được cung cấp dầu và nguồn điện dự phòng lâu dài và khi càng nhiều lực lượng cứu hộ tiến vào khu vực động đất, nhu cầu liên lạc sẽ tăng lên. Phương pháp ứng phó hiện tại là tích hợp các nguồn lực của ngành truyền thông tỉnh Vân Nam như nhân viên bảo trì, phương tiện liên lạc khẩn cấp, máy phát điện và các thiết bị liên lạc khẩn cấp khác, điện thoại vệ tinh và thiết lập các trạm so sánh công suất ở huyện Lục Điếm và Kiều Gia ở bên ngoài của khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các con đường trong khu vực thiên tai bị ảnh hưởng bởi lở đất làm sập và chặn đường, dư chấn khiến đất đá trên sườn dốc tiếp tục sụp xuống và chặn đường. Kết quả là mặc dù đường cao tốc Triệu Lộ đã không còn bị phong tỏa sau khi sửa chữa khẩn cấp, nhưng các đường cao tốc như đường Triệu Kiều và đường đá phiến đi thẳng vào các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn bị phong tỏa. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc điều phối các nguồn lực như lực lượng cứu hộ và máy móc hạng nặng để tìm kiếm và di chuyển nạn nhân. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vân Nam đã thành lập trụ sở cứu hộ khẩn cấp đường động đất để phối hợp với các sở giao thông vận tải của thành phố và các quận và các đơn vị tư nhân cấp rút thực hiện công việc và thiết lập những cây cầu thép để vượt qua những con đường quan trọng qua các thung lũng và sông. Đồng thời, hai hướng Lục Điếm và Kiều Gia đã có thể đi đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất để sửa chữa khẩn cấp. Theo nghiên cứu của Cục Động đất tỉnh Vân Nam, động đất ở khu vực này thường có đặc điểm của động đất bầy đàn. Các trận động đất có quy mô tương tự nhau xảy ra liên tục, nghĩa là có thể phải đối mặt với mối đe dọa của động đất có quy mô khoảng 6. Các đới đứt gãy dày đặc ở Vân Nam cũng có thể gây ra các hoạt động gần đới đứt gãy. Để tránh các mối đe dọa đến sự an toàn của lực lượng cứu hộ, nạn nhân tái định cư và các tòa nhà bị hư hại, cũng như sự thông suốt của các huyết mạch giao thông ở khu vực miền núi, các biện pháp ứng phó đã được áp dụng và bổ sung 17 trạm đo động đất mạnh, 2 trạm đo vi địa chấn và động đất, có 42 mảng trạm và 68 trạm theo dõi tiền chấn động đất để tăng cường giám sát các dư chấn tiếp theo. Một trận động đất xảy ra ở huyện Càn An, tỉnh Cát Lâm lúc 4 giờ 23 phút. Tâm chấn của trận động đất này ở tọa độ 44,624 độ Vĩ Bắc và 124,122 độ Kinh Đông. Cường độ trận động đất mạnh là 5,0 độ Richter, độ sâu tiêu cự khoảng 10 km, cường độ tối đa là cấp 6. Trận động đất này là trận động đất nông lớn nhất ở tỉnh Cát Lâm trong 40 năm qua, đồng thời là trận động đất gây thiệt hại kinh tế lớn thứ tư ở Trung Quốc đại lục. Hiện tại, trận động đất này đã được cứu hộ khẩn cấp thảm họa động đất của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đưa vào danh sách các thảm họa động đất ở Trung Quốc đại lục năm nay. Mặc dù tỉnh Cát Lâm được coi là một tỉnh tương đối ít và yếu về động đất ở Trung Quốc, nhưng sau hai trận động đất mạnh và sâu xảy ra là trận động đất Vọng Khánh năm 1999 và trận động đất Vọng Khánh năm 2002, nếu tính từ năm 1916, vùng Đông Bắc Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng của hai trận động đất đó. Sau khi được kích hoạt, nó sẽ bước vào giai đoạn hoạt động địa chấn thứ 5. Kết quả là các trận động đất nông mạnh vừa phải ở Đông Bắc Trung Quốc bắt đầu hoạt động, đặc biệt là sau trận động đất Vọng Khánh năm 2002. Một loạt các trận động đất mạnh vừa phải xảy ra liên tiếp trong những năm sau đó. Pan Xiaodong, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dự báo và Phân tích Động đất và Núi lửa của tỉnh Cát Lâm cho biết, kể từ đầu thế kỷ 21, hoạt động địa chấn ở phía tây của tỉnh Cát Lâm tương đối mạnh. Một trận động đất ở Qian và trận động đất Qianggu năm 2013 là những ví dụ điển hình đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng.
trước trận động đất, chất lỏng ngầm của 4 trạm địa chấn trong phạm vi 360 km tính từ tâm chấn đều cho thấy sự bất thường chung và ngắn hạn rõ ràng. Vào cuối năm ngoái, Cục Địa chấn Cát Lâm dựa trên phân tích tình hình hoạt động của động đất và dữ liệu trước đó ở Đông Bắc Trung Quốc và tỉnh Cát Lâm trong những năm gần đây đã đề xuất rằng có khả năng xảy ra một trận động đất mạnh 5 độ Richter ở tỉnh Cát Lâm vào năm nay, đồng thời xác định khu vực Song Nguyên là khu vực giám sát động đất chính của tỉnh Cát Lâm. Sau đó, theo sự thay đổi của dữ liệu chất lỏng ngầm ở tỉnh Hắc Long Giang trước trận động đất và đặc điểm phân bố không gian và thời gian của hoạt động địa chấn khu vực, cuộc họp về tình hình động đất được tổ chức ở khu vực thủ đô đã đưa ra ý kiến đánh giá rõ ràng về tình hình động đất ngắn hạn và sắp xảy ra. Một trận động đất vừa phải từ 4 đến 5 độ Richter có thể xảy ra ở tỉnh Hắc Long Giang và các khu vực lân cận trong vài ngày tới. Mạng lưới địa chấn Trung Quốc xác định rằng trận động đất xảy ra ở huyện Qiankan, tỉnh Cát Lâm. Cường độ của trận động đất là 5,0 và độ sâu tiêu cự là 15 km. Thang đo được đo bởi mạng lưới địa chấn của tỉnh Cát Lâm tương đối thấp là 4,8 độ và độ sâu tiêu điểm được xác định là 10 km. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ xác định tâm chấn của trận động đất nằm ở tọa độ 44,624 độ vĩ Bắc và 124,122 độ kinh Đông. Cường độ trận động đất là từ 4,7 đến 4,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,0 km và cường độ tối đa là 6. Sau trận động đất, Cục Địa chấn Cát Lâm đã triển khai 6 bộ máy đo địa chấn kỹ thuật số ở tâm chấn của trận động đất để theo dõi chuỗi dư chấn. Tổng cộng có 112 dư chấn được phát hiện bằng máy ghi địa chấn, trong đó lớn nhất là 3,7. Trận động đất ở Qiankan là một trận động đất mạnh vừa phải khác xảy ra ở lưu vực Song Liêu sau trận động đất ở Lâm Điếm năm ngoái. Bị ảnh hưởng bởi trận động đất này, thành phố Trường Xuân và thành phố Cát Lâm thuộc tỉnh Cát Lâm, thành phố Cáp Nhĩ Tân và thành phố Đại Khánh thuộc tỉnh Hắc Long Giang, huyện Trường Vũ thuộc tỉnh Liêu Ninh và thành phố Đồng Liêu thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ đã cảm nhận được trận động đất. Tuy quy mô trận động đất tương đối nhỏ, có 2 người bị thương nhưng không có ai thiệt mạng. Trận động đất cũng gây thiệt hại cho khoảng 70.000 ngôi nhà với tổng thiệt hại kinh tế khoảng 110,68 triệu nhân dân tệ, trở thành trận động đất thứ tư gây thiệt hại kinh tế lớn nhất ở Trung Quốc đại lục trong năm nay. Trong đó, một số cơ sở dịch vụ công cộng như trường tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm y tế, viện dưỡng lão tại vùng thiên tai đã bị hư hại. Về vấn đề này, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã ban hành cho tỉnh Cát Lâm khoản đầu tư trợ cấp trong ngân sách trung ương cho các dự án tái thiết và khôi phục sau thiên tai để tái thiết các cơ sở dịch vụ công cộng. Một trận động đất khác cũng đã xảy ra ở Thanh Xuyên vào lúc 14 giờ 37 phút ngày 30 tháng 9 năm 2017. Tâm chấn của nó nằm gần thị trấn Mã Công, huyện Thanh Xuyên, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, tại tọa độ 32,27 độ vĩ Bắc, 105,0 độ kinh Đông với cường độ 5,4 độ Richter và độ sâu tiêu cự 13 km. Cường độ tối đa gần tâm chấn đạt 5 độ. Đây là trận động đất lớn nhất ở thành phố Quảng Nguyên kể từ năm 2017. Hệ thống công nghệ cảnh báo sớm động đất ICL do Cục Phòng chống động đất và giảm nhẹ thiên tai Quảng Nguyên và Viện Nghiên cứu giảm nhẹ thiên tai công nghệ cao Thành Đô phối hợp xây dựng đã cảnh báo thành công trận động đất mạnh 5,1 độ Richter. Hệ thống công nghệ cảnh báo sớm động đất ICL là thành phố Quảng Nguyên, cách tâm chấn 78 km với thời gian cảnh báo sớm là 18 giây và cường độ ước tính là 3,3 độ. Thành phố Miên Dương cách tâm chấn 91 km với thời gian cảnh báo sớm là 22 giây và cường độ ước tính là 3,0 độ. Tâm chấn cách thành phố Long Nam có thời gian cảnh báo sớm là 32 giây và cường độ ước tính là 2,6 độ. Thành phố Đức Dương cách tâm chấn là 140 km có thời gian cảnh báo sớm là 37 giây và cường độ ước tính là 2,4 độ. Theo đo đạc sơ bộ của mạng lưới địa chấn Thành Đô, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã xảy ra gần huyện Thanh Xuyên, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, tọa độ tại 32,3 độ vĩ Bắc, 105,0 độ kinh Đông. Sau đó, mạng lưới địa chấn Trung Quốc đã công bố giá trị đo lường chính thức và xác định chính thức là tâm chấn nằm ở huyện Thanh Xuyên, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, tọa độ là 2,27 độ vĩ Bắc, 105,0 độ kinh Đông. Cường độ của trận động đất là 5,4 và độ sâu tâm chấn là 13 km. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ xác định tâm chấn nằm ở tọa độ 32,32 độ vĩ Bắc, 105,02 độ kinh Đông, quy mô của trận động đất là 5,5 và 5,1 và độ sâu tiêu điểm là khoảng 10,0 km. Cường độ tại thị trấn Mã Công gần tâm chấn là 5, cường độ của Thành Đô và Nam Sung là 3 và cường độ của Tây An, Trùng Khánh và Thiên Thủy là 2. Viện dự đoán động đất của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã sơ bộ đánh giá rằng cường độ moment của trận động đất này là 5,1 và đó là một sự kiện động đất dựa trên lực đẩy.
tính đến 16 giờ 24 phút có tổng cộng 28 cơn dư chấn đã được ghi nhận. Tâm chấn của dư chấn tập trung ở mức 8 đến 21 km, trong đó lớn nhất là trận động đất mạnh 3,4 độ Richter xảy ra tại huyện Thanh Xuyên, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 14 giờ 26 phút cùng ngày với độ sâu tiêu chấn là 21 km. Quận Thanh Xuyên nằm gần tâm chấn ngay lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 2. Đồng thời, một trụ sở khẩn cấp đã được thành lập và Lưu Tử Cường, Phó Bí thư Huyện ủy đã đến thị trấn Mạ Công để kiểm tra tình hình cụ thể của trận động đất. Cục Địa chấn Tứ Xuyên lập tức triển khai kế hoạch khẩn cấp, triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 3, thành lập trụ sở động đất khẩn cấp, tổ chức họp khẩn triển khai công tác ứng phó khẩn cấp, phân công Ban phòng chống động đất và giảm nhẹ thiên tai địa phương đi sâu vào khu vực động đất điều tra, nắm rõ tình hình động đất, đồng thời quyết định cử đoàn công tác tại chỗ hỗ trợ chính quyền địa phương cứu trợ động đất. Bao gồm một nhóm điều phối toàn diện, một nhóm thư ký công khai, một nhóm đánh giá thảm họa, một nhóm giám sát và một chi bộ tạm thời. Vào lúc 15 giờ 20 phút chiều, đội đầu tiên gồm 20 người tại chỗ do Phó Giám đốc Cục Địa chấn Tứ Xuyên Lôi Kiến Thành khẩn trương lên đường mang theo thiết bị và dụng cụ tại chỗ, vội vã đến khu vực động đất để tổ chức giám sát động đất, điều tra và đánh giá thảm họa động đất, phổ biến khoa học khẩn cấp động đất. Cục Địa chấn tỉnh Thiểm Tây ngay lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 1. Giám đốc Hồ Bân chủ trì cuộc họp, yêu cầu tăng cường thu thập tình hình thiên tai, báo cáo thông tin, nhiệm vụ khẩn cấp là giám sát động đất, nghiên cứu và phán đoán xu hướng, điều tra và đánh giá tổn thất thiên tai, công khai tin tức, duy trì ổn định xã hội và các công việc ứng phó khẩn cấp khác. Phó Giám đốc Lưu Trần đã dẫn đầu một đội khẩn cấp tại chỗ gồm 8 thành viên đến Hán Trung để tiến hành điều tra tại chỗ và ứng phó khẩn cấp khoảng 2 giờ sau trận động đất để tránh những tai nạn như chen lấn và dẫm đạp. Một số binh sĩ chính thức đang chờ tàu về nhà ga tại Miên Dương. Tỉnh Tứ Xuyên đã chủ động giúp ga Miên Dương giữ gìn trật tự. Quận Thanh Xuyên sẽ bố trí nhân viên đặc biệt để kết nối với những người có nhà bị hư hại và chú ý đến những nhu cầu cấp thiết. Sau khi hoàn thành việc điều tra và đánh giá thêm những ngôi nhà bị hư hỏng, những ngôi nhà rột nát sẽ được gia cố hoặc cải tạo theo kế hoạch tình hình thẩm định cụ thể. Từ Cường, Phó Giám đốc điều hành của Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Nhà nước về phòng ngừa rủi ro địa chất và bảo vệ môi trường địa chất của Đại học Công nghệ Thành Đô tin rằng cường độ gia cố của những ngôi nhà được xây dựng lại ở quận Thanh Xuyên đã lên tới 7 độ và không thể có cường độ 5,4 độ. Động đất có cường độ lớn như vậy, ý thức phòng chống thiên tai cũng ngày càng cao, sẽ không ảnh hưởng nhiều. Theo phân tích dữ liệu dân số di động lớn, dân số trong phạm vi 20 km tính từ tâm chấn là khoảng 42.000 người, trong phạm vi 50 km là khoảng 620.000 người và phạm vi 100 km là khoảng 6,84 triệu người. Dự án tái thiết đoạn đường tỉnh lộ 209 Yamen Liu He đang được xây dựng do đá lăn ở đoạn vách đá xoắn ốc, khiến một công nhân bị thương nhẹ ở chân. Đá rơi chặn đường tại Ngũ Đạo Hà, đường Đông Yên, tỉnh lộ Phong Thuận đã thực hiện kiểm soát. Một số ngôi nhà ở thị trấn Yên Môn, thị trấn Cảnh Nguyên, thị trấn Phong Thuận và thị trấn Lục Hợp ở khu vực miền núi phía Bắc bị hư hại nhẹ, gạch bị lỏng và rơi xuống. Trong số đó, ống khói của một ngôi nhà dân làng ở tổ thứ 3 của làng Thanh Hoa, thị trấn Phong Thuận bị sập, gây thiệt hại lớn cho mái nhà và một chiếc xe của dân làng ở làng Hê Si, thị trấn Lục Hợp do bị một hòn đá rơi trúng, khiến cửa sau của ngôi nhà bị vỡ, rơi xuống xe tải và không có ai bị thương. Tất cả các trường học và danh lam thắng cảnh trong thành phố đã được kiểm tra qua điện thoại và không có tình trạng bất thường. Việc liên lạc trong toàn thành phố cũng rất suôn sẻ. Tổng cộng có 16 chuyến tàu khách, trong đó có 5 chuyến tàu cao tốc, 30 chuyến tàu khách tại nhà ga và khoảng 46 chuyến tàu chở hàng ở tỉnh Tứ Xuyên bị ảnh hưởng. Trong số đó, 16 đoàn tàu khách và 24 đoàn tàu hàng của đường sắt Bảo Thành bị ảnh hưởng, khiến hơn 1.000 hành khách tại ga Quảng Nguyên bị ảnh hưởng. Các cán bộ làm nhiệm vụ tại ga Quảng Nguyên lập tức kích hoạt phương án ứng phó thiên tai khẩn cấp, nhanh chóng dừng đoàn tàu T8 tại ga Quảng Nguyên. Quá trình vận chuyển diễn ra an toàn, thông suốt và trật tự. Tính đến 15 giờ, một số trang trại của nông dân và đường giao thông nông thôn ở thành phố Quảng Nguyên đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Nước, điện và thông tin liên lạc vẫn hoạt động bình thường. Hiến Một Quan, đường Gia Hà, hẻm núi Minh Quê và các danh lam thắng cảnh khác ở thành phố Quảng Nguyên không bị ảnh hưởng bởi trận động đất và mở cửa đón khách du lịch bình thường trong kỳ nghỉ. Hiện nay, nhân dân vùng bị động đất đã ổn định, giao thông thông suốt, an ninh trật tự ổn định, sản xuất và đời sống của nhân dân ổn định. Hiện tại, khu danh lam thắng cảnh không có tai nạn về an toàn du lịch, chưa phát hiện thiên tai, hoạt động du lịch đã đi vào nề nếp. Đường cao tốc dẫn đến Thanh Xuyên cũng trong tình trạng giao thông bình thường. Cục Phòng chống động đất và giảm nhẹ thiên tai thành phố Miên Dương báo cáo rằng một vụ lở đá xảy ra ở ngọn núi phía sau làng Bình Vũ, thị trấn Thủy Quan, huyện Bình Vũ khiến một ngôi nhà bị sập nhưng không có báo cáo thương vong.
cơn bão thứ 5 trong mùa bão Thái Bình Dương và là cơn bão số 2 đi vào Biển Đông trong năm 2023. Cơn bão hình thành vào ngày thứ 2 tuần này, tan vào một ngày hôm qua và kéo dài trong một tuần. Cơn bão này đã gây thiệt hại về người và của cho Philippines và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Sán Đầu, được Cục Khí tượng Trung Quốc xếp vào danh sách 10 thảm họa khí tượng hàng đầu trong thế kỷ 21. Do không có thói quen đặt tên cho các cơn bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão đã gây ra thiệt hại nặng nề cho thành phố Sán Đầu. Một áp thấp nhiệt đới hình thành gần đảo Caroline vào ngày 17 vừa qua, nó di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và mạnh lên thành bão cuồng phong. Bão băng qua Luzon và đi vào phần phía bắc của Biển Đông vào 3 ngày sau đó. Sau khi tăng cường thêm, bão đổ bộ dọc theo bờ biển gần thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông và tan nhanh vào ngày hôm sau. Khi nó hạ cánh ở Sán Đầu, một tàu hơi nước của Anh đã đo áp suất không khí trung tâm của nó là 27,53 inch thủy ngân. Tại Philippines, do bão chỉ đi qua khu vực dân cư thưa thớt ở phía bắc đảo Luzon, Philippines nên không gây ảnh hưởng lớn đến địa phương. Tại Đài Loan, tốc độ gió gần Cao Hùng đạt 33 m/s, tổng lượng mưa tại trạm Heng Chun đạt 181,3 mm, tổng lượng mưa tại trạm văn phòng cảng Hoa Liên là 114,1 mm và trạm văn phòng Tai Tung có tổng lượng mưa là 123,2 mm. Các khu vực khác có mưa rải rác, tổng cộng có 36 ngôi nhà ở Đài Loan bị phá hủy hoàn toàn và 168 ngôi nhà bị phá hủy một phần. Về phía Trung Quốc, cơn bão đã tàn phá thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Gió bắt đầu mạnh vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm trước và gió mạnh hơn vào lúc chạng vạng tối. Theo dữ liệu của trạm khí tượng địa phương, tốc độ gió cục bộ tăng lên cấp 8 trên thang đo gió. Chiều cường do cơn bão mang lại cao hơn bình thường ít nhất 4 mét. Toàn bộ 150 km đê ven biển đã bị phá hủy. Bão cũng mang theo mưa xối xả đến khu vực. Ngoài thủy triều dâng cao, độ sâu trung bình của nước ở thành phố Sán Đầu là 3 mét. Khu vực ven biển bị biển bao phủ khiến nhà cửa bị ngập lụt hoặc sập. Nước biển ùa vào trong vài ngày nên đất không thể trồng trọt được. Một số ngôi làng lân cận đã bị phá hủy hoàn toàn, một số tàu dọc bờ biển bị thổi bay hoàn toàn và một số bị thổi bay hai dặm vào đất liền. Tàu Kai Seng bị thổi bay vào núi Rupeng và tàu Sơn Đông bị mắc cạn trên sườn núi Cẩu Mộc Hàn. Hai chiếc tàu hơi nước nhỏ cũng bị thổi bay đến sườn núi Hậu Khê và Butterfly Crossing ở thành phố Triều Dương. Ngoài việc gây thiệt hại về tài sản, cơn bão còn khiến 40.000 đến 80.000 người ở Sán Đầu. Số người chết này khiến cơn bão trở thành một trong những cơn bão nhiệt đới nguy hiểm nhất ở Tây Bắc Thái Bình Dương, trong khi những cơn bão khác bao gồm cơn bão không tên đổ bộ vào Hải Phòng, Việt Nam và cơn bão Nina và cơn bão không tên đổ bộ vào Trung Quốc những ngày trước đó. Ngoài ra, cơn bão đã được Cục Khí tượng Trung Quốc liệt kê là 10 thảm họa khí tượng hàng đầu trong thế kỷ 21 do thiệt hại nghiêm trọng mà nó gây ra ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Thành phố Sán Đầu, khu vực xảy ra thảm họa, bắt đầu giải quyết hậu quả vào ngày thứ hai. Chính quyền thành phố Sán Đầu đã cử nhân viên đến hỗ trợ khắc phục hậu quả và kêu gọi sự hỗ trợ từ thế giới bên ngoài. Quân đội và cảnh sát địa phương đã hỗ trợ duy trì luật pháp và trật tự để ngăn chặn cướp bóc. Đồng thời, các tổ chức từ thiện cũng hỗ trợ xử lý các thi thể. Cơn bão đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho thành phố Sán Đầu, gây gián đoạn liên lạc. Cho đến vài ngày sau, nó mới được biết đến rộng rãi và nó đã lan từ nhiều kênh khác nhau đến nhiều nơi. Cuộc chiến ứng phó với thiệt hại do bão, Chủ tịch Lý Nguyên Hồng chỉ phân bổ 50.000 nhân dân tệ tượng trưng để cứu trợ các nạn nhân, nhưng cũng có một số hiệp hội người Triều Sơn trong và ngoài nước đã tích cực quyên góp và đóng vai trò quan trọng trong cứu trợ thiên tai. Sinh ra ở Nam Hải, Quảng Đông, nhưng Khang Hữu Vi sống ở Thượng Hải đã quảng cáo trên thần báo, bán bức thư pháp của chính mình để làm từ thiện và đơn đặt hàng đã nhanh chóng được bán hết. Vu Hữu Nhân, Chu Niệm Tổ và Dương Bạch Thạnh cũng đã bán hàng để giúp đỡ cho công tác từ thiện. Thiệt hại của trận bão này cũng đã báo động cộng đồng quốc tế. Chính phủ Hồng Kông đã quyên góp gạo và các nhu yếu phẩm khác cho các khu vực địa phương. Chính phủ và xã hội của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Nhật Bản cũng cung cấp cứu trợ thông qua quyên góp. Hội chữ thập đỏ của Hồng Kông và Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ cũng cử các đội y tế đến Sán Đầu. Tổng thống Mexico đã gửi một bức điện chia buồn và Thái Lan cũng quyên góp 5.000 bạt để cứu trợ thiên tai. Thưa quý vị, trong lịch sử về bão tại Trung Quốc có không ít những cơn bão nổi tiếng từng ảnh hưởng đến Sán Đầu. Màu xanh là cây là áp thấp nhiệt đới và màu vàng là bão nhiệt đới và bão nhiệt đới nghiêm trọng. Từ đỏ sẫm đến đỏ tươi, hồng đậm, hồng sáng và trắng không hiển thị ở đây, tương ứng đại diện cho 5 loại cường độ TI1, TI5 của tiêu chuẩn bão Hoa Kỳ. Tất nhiên, một số cơn bão được liệt kê ở đây không nhất thiết phải gây ra thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng, nhưng chúng được liệt kê vì một số địa điểm độc đáo như đường đi kỳ lạ và hoàn lưu lớn.
Cơn bão số 3 Viola năm 1969 với sức gió trung bình trong một phút là 130 hải lý một giờ, với cường độ cực đại tương đương 240 km một giờ, đạt cấp 5 trong nhóm bão cấp cao nhất theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, thuộc siêu bão. Khi nó đổ bộ, tốc độ gió duy trì ở trung tâm là 48 m trên giây, tương đương với cấp 15 theo thang Beaufort. Thậm chí, gió giật mạnh đạt cấp 17. Điều đáng chú ý là cơn bão này là cơn bão đã gây ra nước dâng do bão bất thường tại Ngưu Điền Dương. Trong thời kỳ chiều cường Thiên Văn vào ngày 15 tháng 6 âm lịch, bờ biển từ Sán Đầu đến cửa sông Châu Giang đã hứng chịu một đợt chiều cường mạnh. Thủy triều và mưa xối xả tạo nên những đợt sóng lớn cao vài tầng, lao thẳng vào đê chắn sóng, nhổ bật gốc cây đa to mấy người ôm. Thủy triều hất tung thuyền máy nặng 5.060 tấn lên bờ, đê chắn sóng cao 3,5m bị chặn mất 2m, chỉ còn lại cao 1,5m. Nước tràn vào thành phố Sán Đầu trung bình là 1,5-2m. 1.554 người trong thành phố thiệt mạng và 82.381 ngôi nhà bị sập. Siêu bão khổng lồ Uto năm 2001 được biết đến là cơn bão có hoàn lưu lớn nhất thế kỷ này. Bán kính hoàn lưu lúc cực đại lên tới 2.000 km khi tiến vào Biển Đông, hệ mây đủ bao phủ cùng lúc Quảng Đông, đảo Đài Loan và quần đảo Philippines. Kích thước hệ thống của nó sánh ngang với cơn bão Thai, cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trong thế kỷ trước. Tuy nhiên, cơn bão này không phải là siêu bão như truyền thông thổi phồng mà là bão cấp 1. Thậm chí còn suy yếu thành bão nhiệt đới mạnh khi đổ bộ. Bão đổ bộ vào Sanway vào sáng ngày 6 tháng 7 mang theo chiều cường ngày 16 âm lịch đến Santu, nhưng gió ít ảnh hưởng. Cơn bão số 9107 Ami ngày 19 tháng 7 năm 1971. Cơn bão số 9107 đổ bộ vào Sán Đầu, Quảng Đông, sức gió lớn vùng gần tâm đạt 40 m trên giây, sức gió vượt cấp 12, gió giật lên tới 52,9 m trên giây, vượt qua cơn bão số 6903, giật 52,1 m trên giây, đổ bộ vào Sán Đầu ngày 28 tháng 7 năm 1969. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Sán Đầu kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chịu ảnh hưởng của bão, gió mạnh cấp 8, cấp 10 đã xuất hiện ở phía đông Quảng Đông và ven biển Phúc Kiến, có nơi sức gió giật cấp 11, 12, trong đó 8 huyện ở Quảng Đông có sức gió vượt trên 12 độ. Đồng thời, Quảng Đông, Quảng Tây và Nam Phúc Kiến cũng xảy ra mưa to đến rất to, mưa xối xả cục bộ. Trong số đó, từ chiều ngày 19 đến sáng ngày 20, lượng mưa ở Phan Xun, Quảng Đông lên tới 276mm và thị trấn huyện trở thành Jianggu với độ sâu 2m ở vùng trũng. Do ảnh hưởng của cơn bão dữ dội và mưa gió lớn, nhà cửa tại những nơi bão đi qua đã bị phá hủy, sập đổ, gây thiệt hại nặng nề. Xưởng bóng đèn mới xây và mái kết cấu kim loại rộng 400m² ở nhà máy Yongsintok, thị trấn Bành Thượng, huyện Trường Hải, tỉnh Quảng Đông đã bị gió mạnh cuốn lên, xuyên qua tà nhà cao 7m và rơi xuống từ độ cao 100m biến thành đống sắt vụn. Cây bồng gạo hàng trăm năm tuổi ở khu vực đô thị Sán Đầu, hai người ôm không xuể bị gió mạnh bật gốc. Xe container lớn chạy trên đường bị gió mạnh quật đổ, tháp cơ sở số 65 từ Yết Dương đến Sán Đầu bị gió mạnh thổi bay, các sân bay tại Sán Đầu và Hạ Môn phải đóng cửa một thời gian và một số chuyến bay tại sân bay Bạch Vân đã bị hủy. Theo thống kê chưa đầy đủ, 39 huyện và thành phố ở tỉnh Quảng Đông đã bị ảnh hưởng, 3,05 triệu hecta hoa màu bị ngập úng và đổ gãy, hơn 200.000 hecta mía bị đổ rạp, 1,1 triệu hecta cây có múi, chuối, bưởi bị hư hỏng nặng, 6 ngôi nhà bị sập, hơn 10.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, hơn 330.000 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, hơn 80.000 túp lều bị sập, 101 người chết, hơn 5.000 người bị thương và một số lượng lớn đường, cầu, thủy lợi và các phương tiện thông tin liên lạc bị hư hại. Tại tỉnh Phúc Kiến, 20 quận và thành phố bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, gần 30.000 ngôi nhà bị hư hại, hơn 150 tàu bị hư hỏng, 1,26 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, giao thông, thủy lợi và các phương tiện liên lạc cũng bị hư hại. GTVC đánh giá cường độ cực đại của nó là 125 knot hải lý mỗi giờ, thuộc về cường độ của 4 loại bão. Cơn bão AB số 9315, nó đổ bộ vào hồi lai Yết Dương năm 1993. Hoàn lưu của cơn bão nhỏ nên phạm vi ảnh hưởng không lớn, nhưng độ dốc khí áp của nó lớn nên gió gần tâm rất mạnh khi nó đổ bộ và di chuyển chậm chạp. Các thành phố ven biển ở phía đông Quảng Đông nằm trong vòng gần 3 ngày dưới cơn bão, nó bị tàn phá nặng nề. GTVC đánh giá cường độ cực đại của nó là 110 hải lý trên giờ, một cơn bão cấp 3. Điều đáng chú ý là hai ngày sau khi bão đổ bộ, bão Becky số hiệu 9316 đã di chuyển mạnh và nhanh vào khu vực phía bắc Biển Đông.
sau đó đổ bộ vào Chu Hải đến Thái Sơn, gây ra triều cường nghiêm trọng ở châu Á. Một số thành phố Châu Hải, Trung Sơn, Giang Môn, Macau, Hồng Kông và một số thành phố nằm dưới hình bán nguyệt nguy hiểm do nó tiến nhanh và liên tục có bão cấp 12. Rất hiếm khi Quảng Đông hứng chịu hai cơn bão trong vòng 4 ngày. Bão Bai He được hình thành vào ngày 6 tháng 9 năm 2001 trên bề mặt phía nam biển Hoa Đông. Sau khi lang thang trên biển 9 ngày, nó quay một vòng rưỡi rồi chuyển hướng Tây Nam. Vào nửa đêm, nó đổ bộ vào bờ biển gần Nghi Lan ở phía đông bắc của đảo Đài Loan, đoạn từ Đài Bắc đến Đài Nam. Cơn bão đã tấn công đảo Đài Loan trong gần 50 giờ. Mưa to gió lớn đã cướp đi sinh mạng của hơn 80 người, hơn 20 người mất tích và hơn 100 người bị thương. Giao thông bị gián đoạn, các cơ sở điện bị hư hại và những ngôi nhà đẹp đẽ bị phá hủy, biến thành bình tiệm. Trường học bị đóng cửa, thị trường chứng khoán đóng cửa, thảm họa hiếm gặp trong gần một thế kỷ. Đến sáng sớm ngày 19, nó cuối cùng cũng suy yếu thành áp thấp ở Đài Nam do tiêu hao năng lượng nghiêm trọng. Nhưng sau khi đi vào Biển Đông vào sáng sớm ngày 20, năng lượng và hơi nước đã được bổ sung và nó hoạt động trở lại. Lại mạnh lên thành bão nhiệt đới và di chuyển về phía Tây, đổ bộ trở lại vào bờ biển giữa Triều Dương và Huệ Lai, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng và suy yếu thành áp thấp ở Huệ Lai. Với lịch sử tồn tại tới 15 ngày, chúng ta nói rằng cơn bão Lily có lịch sử tồn tại lâu dài. 4 cấp độ mạnh lên, 4 cấp độ suy yếu và thậm chí phục hồi. Thứ nhất đó là bão nhiệt đới, bão nhiệt đới dữ dội, bão nhiệt đới dữ dội, bão, gió nhiệt đới dữ dội, bão nhiệt đới dữ dội, bão nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới, bão nhiệt đới dữ dội, áp thấp nhiệt đới, tan, rất hiếm gặp. Thứ hai là đường đi kỳ lạ. Sau khi rong ruổi trên biển 9 ngày, nó quay về phía Tây Nam và đổ bộ vào Đài Loan. Sau khi đổ bộ, nó không nhanh chóng di chuyển về phía Tây Nam và eo biển, mà di chuyển về phía Nam trong hòn đảo. Sau khi từ Đài Nam đi vào biển, quay về phía Tây rồi lại đổ bộ vào Quảng Đông, đường đi của bão kỳ lạ như vậy rất hiếm gặp trong lịch sử. Thứ ba là tốc độ cực kỳ chậm, quá trình di chuyển về phía nam của đảo, ở lại trên đảo trong thời gian ngắn, khoảng gần 50 giờ, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Đài Loan. Cường độ cực đại của cơn bão này là 100 hải lý một giờ, cấp bão 3 cấp. Khi đổ bộ vào Triều Dương, nó ở cấp độ một cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã đầu. Cơn bão Dujuan đổ bộ vào Huệ Đông vào tháng 9 năm 2003. Bão Dujuan là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến miền Đông Quảng Đông và đồng bằng châu Thổ, châu Giang trong thế kỷ này. Lúc cực đại, tốc độ 125 hải lý trên giờ và thuộc loại bão cấp 4, nó vẫn là một cơn bão cấp 3 khi nó đổ bộ. Dujuan nhanh chóng đi qua phía nam sán đầu và mang theo những cơn gió liên tục trên cấp 10 với gió giật trên cấp 12. Cơn bão đã khiến hơn 20 thành phố gồm cả sán đầu treo tín hiệu cảnh báo màu đỏ và 7 thành phố bao gồm San Vĩ, Huệ Châu treo tín hiệu cảnh báo bão màu đen. Đài quan sát Hồng Kông đã treo tín hiệu bão số 9. Cơn bão đã tấn công miền Đông Quảng Đông và đồng bằng sông Châu Giang và nó dự định mở đường cho tín hiệu bão số 10, nhưng con đường đã bị phá vỡ khi đi về phía bắc sau khi hạ cánh. Bão Dujuan đã đổ bộ 3 lần, lần đầu tiên giữa Huệ Đông và Hải Phòng, sau đó ra vịnh Dayang ở phía đông Thâm Quyến lần thứ 2 và đổ bộ lại lúc nửa đêm ở cửa sông Châu Giang và phía đông Trung Sơn lần thứ 3. Ngoài ra, Dujuan là siêu bão có mắt kép. Còn rất nhiều cơn bão khác không thể liệt kê hết ở đây. Trong số đó, cơn bão đổ bộ vào sán đầu vào tuần vừa qua đã khiến hơn 60.000 người ở sán đầu thiệt mạng, được Đài quan sát khí tượng Trung ương liệt vào danh sách 10 thảm họa khí tượng hàng đầu trong thế kỷ 21. Bão Maggi là cơn bão nhiệt đới thứ 9 được đặt tên trong mùa bão Thái Bình Dương năm nay. Đài quan sát khí tượng Trung ương cho biết, cơn bão này là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc kể từ năm 1949 đến nay, với tốc độ gió đổ bộ là 60 m/s, khiến hơn 900 người thiệt mạng ở Hải Nam. Tuần qua, một áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển phía đông Philippines, sau đó tiến gần hơn vào vùng biển phía đông đảo Luzon và đổ bộ vào Luzon với cường độ mạnh như một áp thấp nhiệt đới. Sau đó, nó di chuyển vào phía nam Trung Quốc và được đặt tên là cơn bão nhiệt đới số 2. Vào 2 ngày trước đó, một máy bay trinh sát của Hoa Kỳ đã phát hiện ra cơn bão gần đó và nâng cấp nó thành bão cuồng phong. Do tiến và không phận Trung Quốc, quân đội Hoa Kỳ đã ngừng trinh sát ngay và tốc độ gió do thám cuối cùng là hải lý 80. Theo dữ liệu của máy bay trinh sát và tàu do thám, phạm vi lưu thông rất nhỏ, chỉ dưới 150 dặm và nó đổ bộ vào thị trấn Boao, Quỳnh Hải, Hải Nam. Do hoàn lưu của bão cực nhỏ cộng với việc phun trào dữ dội trước khi đổ bộ vào tỉnh Hải Nam nên sức công phá mạnh, dự báo không chính xác nên nó gây thương vong nghiêm trọng ở tỉnh Hải Nam. Một ngày trước đó, tỉnh Hải Nam vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu của bão, thời tiết oi bức. Vào thời điểm đó, dự báo thời tiết trên trang Hainan Daily chỉ có thấy sức gió sẽ làm cấp 7 đến cấp 8 vào ngày mai.
và dự báo đã không chính xác, cho đến đêm hôm đó vẫn không có dấu hiệu của cơn bão đến. Theo dữ liệu từ Đài quan sát khí tượng Trung ương, bão đã hạ cánh xuống thị trấn Boao, Quỳnh Hải, quận Hải Nam vào lúc 4 giờ 40 phút sáng. Khi hạ cánh, lực gió trung tâm của nó đạt 60 m mỗi giây và áp suất không khí là 925 HPA. Khi nó đổ bộ, ở Quỳnh Hải có gió to, nhà cửa ở Quỳnh Hải gần như bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ riêng ở Quỳnh Hải đã có 771 người chết. Báo cáo thiên tai do Ủy ban Cách mạng Khu Hành chính Hải Nam đệ trình lên tỉnh ủy Quảng Đông cho thấy 90% số nhà bị sập và tốc mái. Một số xã ở các huyện Định An, Đồn Sương và Trường Giang cũng bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Theo dữ liệu từ kho lưu trữ Quỳnh Hải, cơn bão đã phá hủy tổng cộng 206.610 ngôi nhà, trong đó 90.632 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 29.946 ngôi nhà bị sập một phần và 86.032 ngôi nhà bị hư hại. 397 con gia súc chết, 535 con lợn chết, thiệt hại khoảng 40%. Thất Từ mất 40.000 ha, chiếm 56% diện tích trồng trọt của quận. Mất mía 16.000 ha, chiếm 40% diện tích gieo trồng của huyện Huệ. Cao su gãy đổ ngang cây khoảng 70.000 ha, khoảng 2,32 triệu cây, chiếm 70% diện tích trồng trọt của quận. Tổng diện tích cây tiêu của quận bị mất khoảng 17.000 ha, với khoảng 997.000 cây, thiệt hại với lâm nghiệp là 120.000 ha. 80% diện tích cây cao su tại các công trường ở các huyện vùng tâm bão đi qua bị gãy đổ, thiệt hại đặc biệt nặng nề, tổn thất toàn bộ đảo Hải Nam không thể tính bằng nhân dân tệ. Theo dữ liệu từ trạm khí tượng Quỳnh Hải ở phía bắc của điểm hạ cánh, nó đã ghi lại tốc độ gió trung bình trong 11 phút một lần là 48 m mỗi giây. Áp suất không khí ở mực nước biển là 937,8 HPA được ghi tại lúc 4 giờ 40 phút. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã tính toán và nhận xét dựa trên lực chênh lệch áp suất rằng khi cơn bão đổ bộ, lực gió trung tâm đạt 60 m trên giây và áp suất không khí là 925 HPA, cơn bão đã giết chết 903 người và làm bị thương 5.759 người ở tỉnh Hải Nam. Thưa quý vị, chiều cùng ngày, vùng dông mạnh phát triển ở phía tây Quảng Đông và di chuyển từ tây sang đông. Khi di chuyển đến vùng gần biển phía nam Macau thì phát triển thành siêu ô nhiễm. Bản đồ radar cũng cho thấy có một vùng dông mạnh tiếng vang hình móc câu ở phía tây nam của nó tiếp tục từ 18 giờ 06 phút đến 21 giờ cho thấy sự phát triển của vòi rồng. Trạm quần đảo Wan San đã quan sát thấy một cơn gió giật 120,6 km/h, trong khi Macau bị ảnh hưởng bởi siêu bão và cục khí tượng từng đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão. Sáng hôm sau, một số cư dân mạng đã tìm thấy một con cá nhỏ trên ban công nhà họ và chỉ ra rằng con cá nhỏ chỉ xuất hiện trên ban công sau trận mưa lớn đêm qua. Có thể suy ra rằng con cá đã bị hút lên bầu trời bởi một loạt lực nào đó trên biển nơi đặt tiếng vang móc câu, sau đó được đưa lên độ cao lớn bởi luồng gió ngược mạnh, rồi do luồng gió xuôi, tức là khu vực mưa lớn và đưa quay trở lại mặt đất, suy ra rằng Macau bị ảnh hưởng gián tiếp bởi vòi rồng. Ngoài ra, hai chiếc thuyền đánh cá bị lật ở vùng biển gần đảo Đại Vân Sơn ở cửa sông Châu Giang do vòi rồng vào khoảng 7 giờ 30 phút tối và một trong những chiếc thuyền đánh cá mang số hiệu Jeju 23291 chở hai ngư dân đã được cứu vào lúc 9 giờ 25 phút chiều. Một chiếc thuyền đánh cá khác mang số hiệu Yuxiang 1746 đã biến mất với 8 người trên tàu, đó là 3 cư dân người Macau và 5 người Trung Quốc đại lục. Có thông tin cho rằng 3 cư dân Macau cũng có chứng minh thư Hồng Kông, Quảng Đông, Hồng Kông Macau ngay lập tức phát động một cuộc tìm kiếm chung trong vòng 4 ngày. Tổng cộng 311 tàu chính thức từ Chu Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và những nơi khác, 3 máy bay Hồng Kông và 4 máy bay của Cục Cứu hộ Biển Đông đã được điều động để tìm kiếm trong vùng biển nơi xảy ra vụ việc. Macau đã cử thuyền và máy bay không người lái tìm kiếm ở vùng biển xung quanh Macau. Chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn bước đầu xác nhận vị trí tàu chìm. Họ đã tìm thấy trên biển cách đảo Bali và đảo Dawasan ở quận Wasan 3 km về phía đông, có vết dầu nhưng không tìm thấy thuyền viên mất tích nào. Tàu mất tích mang số hiệu Yuxiang 1746, dài 26,5 m, tổng trọng tải 165,97 tấn. Các ngư dân được cứu cho biết khoảng 300 mét bên ngoài đê chắn sóng bên trái của cảng Dawasan, họ gặp phải một trận vòi rồng mạnh kèm theo gió dữ dội, mưa và mưa đá. Thân tàu nhanh chóng bị nghiêng và lật úp, ông và vợ đã được tàu đánh cá khác cứu sau khi họ lênh đênh trên biển khoảng 2 giờ. Cho đến nay, tàu cá mang số hiệu Yuxiang 1746 đã được trục vớt thành công cách đảo Vạn Sơn khoảng 2 hải lý về phía đông nam và được vận chuyển về Macau sau 2 ngày.
Trong thời gian này, 4 thi thể đã được tìm thấy nhưng 4 người còn mất tích không rõ tung tích. Kính thưa quý vị, lũ lụt xảy ra ở Thọ Quang vừa qua là thảm họa lũ lụt ở khúc Thọ Quang của sông Mi xảy ra tại thành phố Thọ Quang, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Do mưa lớn trong 3 ngày liền và xả lũ tập trung từ thượng nguồn hồ chứa sông Mi và do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Wen, lưu vực sông Mi He ở Sơn Đông có mưa lớn, mực nước của hồ chứa Jiewan, hồ chứa Sangtuya và hồ chứa Tương Dương ở Thanh Châu và Lâm Quần dâng cao, một số hồ chứa đã xả lũ. Mặc dù hồ chứa đã cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ lưu, nhưng thời gian chỉ đủ để người dân sơ tán, còn tài sản và gia súc của họ thì không kịp sơ tán. Sự cố này đã khiến đoạn Thọ Quang của sông Mi He gặp phải đỉnh lũ lớn nhất kể từ năm 1974. Nhiều ngôi làng dọc theo sông Thọ Quang bị nước lũ cuốn trôi và một số lượng lớn các tòa nhà dân cư, đất canh tác, nhà kính và trang trại bị hư hại. Theo thống kê chính thức, tính đến 5 giờ chiều ngày thứ Ba, lũ lụt đã khiến 13 người chết, 3 người mất tích, 9.999 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế khoảng 9,2 tỷ nhân dân tệ. Vì có hơn 10.000 ngôi nhà bị sập nên chính phủ phải triển khai ứng phó cấp độ 4 trên toàn quốc và con số 9.999 ngôi nhà bị sập cũng bị đặt nghi vấn là quá trùng hợp và có thể là gian dối. Fengwang.com đã đăng một bài báo lũ lụt Thọ Quang làm hư hại 9.999 ngôi nhà, sự thật đến từ đâu? Dựa trên dữ liệu của tờ báo People Daily là 10.335 ngôi nhà bị sập, 8.240 ngôi nhà bị hư hại nặng và 53.465 ngôi nhà bị hư hại chung. Bài báo sau đó đã bị xóa. Thưa quý vị, trận lũ sông Dương Tử là một trận lụt xảy ra ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử ở Trung Quốc vào đầu tuần này. Trận lụt chủ yếu ảnh hưởng đến Hồ Bắc và An Huy. Đây là một trong những trận lụt lớn. Từ ngày 10 đến ngày 16 tháng này, có những trận mưa lớn liên tục ở Thanh Giang, núi Debi, khu vực Giang Hoài và những nơi khác trong lưu vực sông Dương Tử. Diện tích bị lũ lụt kéo dài 1.200 km từ đông sang tây và từ nam xuống bắc là 220.000 km2. Lượng mưa trong 7 ngày vượt quá 200 mm và tổng lượng mưa là 72,2 tỷ mét khối. Lũ lụt do mưa lớn đã khiến 83 huyện và thành phố ở Hồ Bắc và An Huy bị ảnh hưởng, 1.603 người chết và 710.000 ngôi nhà bị sập. Do việc kiểm soát lũ lụt bị buông lỏng, các cơ quan bảo tồn nước ở tất cả các cấp đã bị tê liệt và một số hồ chứa được xây dựng trong thời kỳ đại nhảy vọt bị sập hoặc đổ vỡ, làm trầm trọng thêm thương vong. Tình hình lũ lụt ở thành phố Đông Thành, tỉnh An Huy diễn ra nghiêm trọng. Lũ lụt tại Giang Túy của sông Đa Sa ở vùng lấn biển cao hơn 7-8m so với mặt đất. Ở bờ tây sông Nhan Hê, hơn chục vụ vỡ liên tiếp xảy ra, ảnh hưởng đến 112.700 ha đất canh tác, hơn 60.000 người bị ảnh hưởng, 73 người chết và thiệt hại kinh tế là 45,7.621 triệu nhân dân tệ. Theo các thông tin khác, hồ chứa Vương Dương gần Đồng Thành bị sập và giết chết ít nhất hàng trăm người. Trước khi mùa lũ đến, hồ chứa đã không chuẩn bị trước hoặc là làm chưa đủ. Hồ chứa được xây dựng vào năm 1958 trong thời kỳ đại nhảy vọt, là hồ chứa tiêu chuẩn thấp, dung tích chứa nhỏ, mặc dù chiều cao của đập hồ chứa lên tới hơn 20m nhưng không có cửa chứa và cửa xả tương ứng, hồ xả nước chủ yếu qua đập tràn hở. Hồ chứa Mensan ở Thạch Hà Quan, thành phố Lục An, tỉnh An Huy đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ khi được xây dựng. Huyện Gyeonggi bị nhấn chìm 14.200 ha đất nông nghiệp, làm sập 100 ngôi nhà và thiệt hại 10,82 triệu nhân dân tệ. Hồ chứa nước Long Hà Khẩu của sông Yangbu có lưu lượng dòng chảy và tối đa là 10.320 m3 mỗi giây và lưu lượng xả tối đa là 2.150 m3 mỗi giây đã bị vỡ, làm ngập 26.000 ha đất canh tác và sập 15.500 căn nhà. Trước đó, một trận mưa xối xả xảy ra ở đồng bằng Giang Hán và vùng núi phía đông Hồ Bắc dẫn đến lượng mưa gần 1.000 mm ở hầu hết các khu vực trong 11 ngày. Thủ tướng Quốc vụ viện chỉ đạo Hồ Bắc chú ý giải quyết vấn đề ngập úng. Tuy nhiên, các tổ chức bảo tồn nước ở tất cả các cấp đã bị tê liệt và việc xây dựng và quản lý bảo tồn nước rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hồ chứa Phui Sui được xây dựng vào năm 1958 trong thời kỳ đại nhảy vọt ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, trải qua lượng mưa liên tục từ cuối tháng trước. Vừa qua, con đập gặp nguy hiểm và dòng chảy vào hồ chứa đỉnh điểm đạt 5.211 m3 mỗi giây. Mực nước hồ đạt cao trình lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ là 59,28 m, lưu lượng xả lũ lớn nhất đạt 4.000 m. Xả lũ khiến cánh cổng bị xoắn hỏng. Sự cố của cửa hồ chứa gây ra lũ lụt, những ngôi nhà trên đất nông nghiệp ở hai bên sông ở Pingsan, Paisi, sông Ju, Thành Quan và những nơi khác bị ngập lụt, khiến 20 người chết, 54 người bị thương và 23.000 ha diện tích cây trồng bị hư hại.
16.000 ha đất canh tác bị ảnh hưởng, 10.156 ngôi nhà bị sập, 561 ao hồ, đập dâng, đê bao bị phá hủy. Bị ảnh hưởng bởi những đám mây dông mạnh, thành phố Thâm Quyến đã hứng chịu một trận mưa xối xả xảy ra hơn một lần trong một thế kỷ. Từ 20 giờ ngày thứ Hai đến 20 giờ ngày thứ Ba, lượng mưa tích lũy ở khu vực Bảo An vượt qua 500mm ngoại trừ Nam Sơn và Diêm Điền. Lượng mưa ở các khu vực khác của thành phố đã lên tới hơn 200mm. Lưu Ngọc Phố, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư Thành ủy Thâm Quyến, người đang tham gia một cuộc họp ở Bắc Kinh, và Hứa Tông Hằng, thị trưởng đã quay trở lại Thâm Quyến trong đêm và chỉ đạo tất cả các quận và lãnh đạo các cấp tham gia phòng chống mưa lớn và lũ lụt như một vấn đề lớn và cấp bách trước mắt để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trận mưa xối xả đã khiến hơn 300 địa điểm trong thành phố bị ngập ở các mức độ khác nhau, hai bức tường chắn ở phố Quan Lạn, quận Bảo An bị sập, đè bẹp hai tòa nhà của dân và khiến 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích ở quận Long Cương. Tại hội nghị truyền hình khẩn cấp về công tác phòng chống mưa bão của thành phố được tổ chức vào chiều hôm qua, Lữ Thị Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởng kiêm Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phòng thủ 3 thành phố đã truyền đạt 3 chỉ thị quan trọng từ Lưu Ngọc Phố và Hứa Tông Hằng về kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Một là yêu cầu tất cả các quận và lãnh đạo các cấp coi việc chống lại thiên tai mưa lớn là vấn đề lớn và cấp bách trước mắt. Hai là yêu cầu tất cả các quận, huyện tăng cường trực ban 24/24 giờ. Lãnh đạo các cấp chịu trách nhiệm chống lũ phải có mặt để tăng cường thông tin liên lạc, đảm bảo công tác chống lũ và vận hành hiệu quả. Thứ ba là tiến hành điều tra các nguy cơ mất an toàn trong phạm vi thành phố và thực hiện các biện pháp tương ứng một cách có mục tiêu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trong ngày, Phó Bí thư Thành ủy cũng hỏi han cặn kẽ tình hình mưa bão và công tác cứu trợ thiên tai, đồng thời chỉ đạo việc đảm bảo an toàn tính mạng của người dân phải được ưu tiên hàng đầu. Kể từ sáng sớm ngày hôm qua, hầu hết các khu vực trong thành phố của chúng ta đều có mưa lớn. Lúc 9 giờ 10 phút, Đài quan sát khí tượng thành phố đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ đầu tiên trong năm nay tại quận Bảo An, sau đó đưa ra kế hoạch phụ. Lữ Thị Phong ngay lập tức chạy đến văn phòng phòng thủ thứ 3 của thành phố để thảo luận về các biện pháp phòng thủ với các phó chỉ huy Lê Di Cang và Giang Tôn Vũ. Sau đó, Cục Thủy lợi thành phố đã tổ chức 4 nhóm chuyên gia đến Bảo An, Long Cương và các quận khác để hướng dẫn phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Theo thống kê của Đài quan sát khí tượng thành phố, từ 20 giờ ngày thứ Hai đến 20 giờ ngày thứ Ba, hầu hết Bảo An và 33 trạm ở Long Cương, Bàn Thiên, Viện Cát, Nam Loan, Hàng Cương và các đường phố khác đều có mưa lớn. Trong số đó, lượng mưa tích lũy ở khu vực Bảo An đã vượt quá 500mm, lượng mưa tích lũy ở phố Thập Yển, hồ chứa Thập Yển và hồ chứa Hoàng Mã Bộ đã vượt quá 400mm và lượng mưa tối đa ở làng Quảng Minh, Đường Gia đạt 502mm. Lượng mưa ở quận Phúc Điền và Hồ Lô Hu thường trên 200mm, lượng mưa ở phía Bắc Long Cương thường trên 250mm, lượng mưa ở Nam Sơn và Diêm Điền thường trên 100mm. Với tư cách là Tổng Tư lệnh của trụ sở 3 phòng thủ của thành phố, Lữ Thị Phương đã bất chấp cơn mưa như trút nước vào buổi trưa ngày hôm qua và đến San Jing, Tống Cương và các đường phố và cộng đồng khác ở Bảo An để điều tra và tìm hiểu tình hình thiên tai tại chỗ và chỉ đạo kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai tại chỗ. Đêm qua, anh ấy đã đến Bộ Chỉ huy Hồ Chứa Nước Thiết Cương khẩn cấp. Tại văn phòng phố Tống Cương, cộng đồng đường Hạ Long, Lữ Thị Phong đã lội nước ngập đến đầu gối trên con đường vuông vắn để tìm hiểu tình hình thiên tai và đưa ra những sắp xếp cụ thể cho bước tiếp theo của công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Theo thống kê sơ bộ của Văn phòng Phòng chống thành phố, trận mưa xối xả xảy ra hơn một lần trong một thế kỷ đã khiến hơn 300 địa điểm trong thành phố bị ngập lụt ở các mức độ khác nhau. Hai vụ sập tường chắn đã xảy ra ở phố Quan Lạn, quận Bảo An và hai tòa nhà dân cư bị đè bẹp, dẫn đến 4 người chết. Đoạn Tân Vũ Vệ của quốc lộ 107 và lối ra trạm thu phí Tân Kiều của đường cao tốc Quảng Châu Thâm Quyến đã bị gián đoạn do lũ lụt và các đội khẩn cấp đã được điều động để mang cứu hộ tại chỗ và hơn 10 nhà dân ở phố Công Minh, huyện Mới Quảng Minh bị ngập nước với độ sâu từ 1,5m đến 5m và hơn 1.000 người chịu ảnh hưởng đã được chuyển đến nơi an toàn. Một tòa nhà của nhà máy ở phố Tây Hương, quận Bảo An bị ngập 3m và khoảng 300 người bị mắc kẹt. Một vụ lở đất xảy ra ở sườn bên của hồ Sơn Trang và một biển cảnh báo đã được thiết lập. Một vụ lở đất khác cũng đã xảy ra trên đường Thảo Nguyên. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cứu hộ khẩn cấp tại chỗ. Vụ sụt lún nền móng xảy ra tại công trường xây dựng tàu điện ngầm đường Bắc Đông Môn ở Sở Y tế, Văn phòng Đường sắt thành phố đã phối hợp xử lý.
Kính thưa quý vị, vừa qua một trận động đất xảy ra tại huyện Milin, thành phố Nichingchi, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, tâm chấn ở tọa độ 95,02 độ Kinh Đông, 29,75 độ Vĩ Bắc, cường độ 6,9 độ Richter, độ sâu tiêu cự khoảng 10 km. Cục Quản lý Động đất Trung Quốc chỉ ra rằng trận động đất này chủ yếu thuộc loại lực đẩy và tâm chấn của nó nằm trên phần mở rộng về phía đông bắc của đứt gãy Dakuka, trong đới đứt gãy sông Yalung Yangbo nối với cấu trúc Đông Himalaya. Trong trận động đất này, một phần của Tây Tạng cảm thấy rất mạnh mẽ, tâm chấn cách quận Medong 56 km, quận Baiyi của thành phố Linji 65 km, quận Bomi 73 km, quận Milin 98 km, quận Luluong 135 km và thành phố Lhasa 378 km. Sau cú sốc chính, một số dư chấn đã xảy ra gần đó. Mặc dù tâm chấn của trận động đất nằm ở vùng đất thưa thớt dân cư, nhưng trận động đất vẫn khiến 3 người bị thương, làm gián đoạn tạm thời đường cao tốc từ xuyên Tây Tạng và làm hư hại các tòa nhà gần tâm chấn ở các mức độ khác nhau. Cục Quản lý Động đất Trung Quốc tuyên bố rằng trận động đất là một thảm họa động đất lớn và theo đó đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 3 cấp độ. Các khu vực dễ xảy ra động đất nằm dọc theo dãy Himalaya, nằm trên dãy Alps và bị ảnh hưởng bởi sự va chạm mạnh của các mảng kiến tạo Á Âu và Ấn Độ. Sự di chuyển về phía bắc của mảng Ấn Độ với tốc độ khoảng 50 mm/giây đã va chạm với mảng Á Âu và hội tụ trên cung Himalaya, dẫn đến sự nâng lên liên tục của khối Thanh Hải Tây Tạng. Cục Quản lý Động đất Trung Quốc chỉ ra rằng có 3 đới đứt gãy lớn gần tâm chấn của trận động đất, bao gồm đới đứt gãy Jiali và đới đứt gãy Milin. Cục Quản lý Động đất Trung Quốc cũng suy đoán rằng đứt gãy địa chấn có thể là đứt gãy Damu, Biên Ba Bắc, Tây Bắc và một khu vực có cường độ động đất nhỏ và cũng là một đới đứt gãy Tây Bắc ở đỉnh vòng cung phía bắc của cấu trúc kiến tạo Đông Himalaya. Một số nhà nghiên cứu đã phân tích từ góc độ động lực học và chỉ ra rằng trận động đất là do sự đẩy của mảng Ấn Độ Dương khiến vòng cung miến điện đẩy sâu hơn vào bên trong lục địa Trung Quốc rồi kích hoạt nó. Tâm chấn của trận động đất này nằm gần ranh giới kiến tạo ở phần phía nam của cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng. Đới đứt gãy sông Yalung Yangbo ở khu vực này là kết quả của quá trình kiến tạo khi mảng Ấn Độ hút chìm và va chạm với lục địa Á Âu. Đặc điểm địa chất này là làm cho đới đứt gãy này có hoạt động địa chấn. Ngoài trận động đất này, trận động đất Assam, trận động đất Jaú trước đó đã xảy ra gần khu vực này trong lịch sử trận động đất Nepal. Theo phân tích của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc, khu vực động đất Milin ở Tây Tạng nằm trong khu vực có sự thay đổi lớn nhất về vận tốc chuyển động của vỏ trái đất. Trận động đất ở Nepal đã làm tăng ứng suất ở khu vực gần đó và chuỗi thời gian cho thấy một xu hướng nén tăng tốc làm tăng khả năng xảy ra động đất. Trận động đất xảy ra lúc 22 giờ 34 phút UTC, tức 6 giờ 34 phút theo giờ địa phương. Tâm chấn nằm ở khu vực núi non hiểm trở phía đông Tây Tạng. Dân cư địa phương thưa thớt, tổng dân số chỉ 23.000 người. Hầu hết các khu vực lân cận đều là khu vực không có người ở, môi trường địa chất khắc nghiệt. Trận động đất xảy ra vào sáng sớm theo giờ địa phương, một người bán rong địa phương cho biết nó rung lắc rất mạnh vào buổi sáng. Ba Sang Tezring, bí thư chi bộ thôn Trác Tây Cương, thị trấn Lâu Lang, huyện Milin cho biết, khi trận động đất xảy ra, ngôi nhà rung lắc dữ dội đến nỗi ông thậm chí không thể đứng vững trong nhà. Đây là một trận động đất mạnh. Một người đàn ông gần tâm chấn cho biết, tôi bị đánh thức bởi trận động đất vào buổi sáng và tôi vẫn còn khá sợ hãi nên đã nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng may mắn không có chuyện gì xảy ra. Một khách du lịch mô tả, lúc đó tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự rung chuyển của ngôi nhà và tiếng ầm ầm bên ngoài, trận động đất kéo dài khoảng 10 giây. Theo báo cáo, toàn bộ thành phố Nichi rõ ràng cảm nhận được trận động đất. Quận Milin và vùng phụ cận trong khu vực của tâm chấn trận động đất được cảm nhận mạnh mẽ. Trận động đất đã làm tốc mái một số ngôi nhà ở thị trấn Lulang, quận Baiyi, thành phố Nichi. Những ngôi nhà ở làng Yangjiang và làng Lulu bị đổ nát, một số ngôi nhà bị nứt và làng Yalu bị cắt điện hoàn toàn. Theo thống kê, trận động đất và dư chấn của nó đã gây thiệt hại cho 2.992 hộ gia đình, trong đó có 1.003 hộ ở quận Milin và 226 hộ ở quận Baiyi, tổng cộng 24 tòa nhà văn phòng, 7 đồn cảnh sát, 9 trung tâm y tế, 25 trường học bị hư hại. Một số con đường bị gián đoạn do sạt lở đất, 162 con đường các cấp bị gián đoạn do động đất, đường cao tốc từ xuyên Tây Tạng bị chặn bởi những tảng đá lớn do sạt lở đất. Việc xây dựng đoạn Lhasa Nichi của tuyến đường sắt từ xuyên Tây Tạng đã bị đình chỉ trong nửa ngày để điều tra về mối nguy hiểm. 7 trạm cơ sở liên lạc và 53 đường dây liên lạc gần tâm chấn đã bị hư hại, liên lạc ở một số khu vực bị gián đoạn và liên lạc của khoảng 200 cư dân gần đó bị ảnh hưởng.
Tính đến 12 giờ ngày hôm đó, có tổng cộng 3 người bị thương nhẹ, trong đó một người bị đá lăn đè trúng người, người còn lại bị bong gân vùng thắt lưng trong quá trình sơ tán. Ngoài ra, 12.309 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất và khoảng 2.000 người dân cần đi di rời khẩn cấp. Mạng lưới địa chấn Trung Quốc xác định rằng quy mô của trận động đất là 6,9 trên cường độ sóng bề mặt, 6,5 trên cường độ tại thời điểm đó và độ sâu tiêu cự là 10 km. Theo ước tính của mô hình thực nghiệm hiện trường ảnh hưởng động đất, cường độ tối đa của trận động đất là 8 độ trong thang cường độ địa chấn Trung Quốc. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ xác định rằng cường độ của trận động đất là 6,3 với độ sâu tiêu cự là 10 km và ước tính rằng cường độ tối đa của trận động đất là Mercalli 7 với gia tốc tối đa là 23,84%. Tuy nhiên, cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ sau đó đã sửa đổi quy mô của trận động đất thành cường độ thời điểm là 6,4 và độ sâu tiêu cự của nó là được sửa đổi thành 8 km. Theo Trung tâm Địa chấn Châu Âu Địa Trung Hải, trận động đất có cường độ 6,4 độ Richter, độ sâu tiêu cự là 12 km và cường độ tối đa gần tâm chấn là 5 trên thang đo của châu Âu. Tính đến 8 giờ ngày Chủ nhật vừa qua, mạng lưới động đất Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 1.416 cơn dư chấn, trong đó có một trận động đất mạnh từ 5,0 đến 5,9 độ Richter, 2 trận động đất từ 4,0 đến 4,9 độ Richter và 4 trận động đất từ 3,0 đến 3,9 độ Richter. Sau trận động đất, lực lượng biên phòng của Quân đội Giải phóng Nhân dân đóng tại Milin đã cử một đội khẩn cấp gồm gần 200 người đến khu vực tâm chấn để cứu hộ và điều tra. Tiểu đội quận Milin thuộc phân đội cảnh sát vũ trang thành phố Linji cũng ngay lập tức cử cán bộ chiến sĩ đến tâm chấn, cùng đồ cứu trợ và dụng cụ nghiệp vụ. Đội cứu hỏa công an thành phố Nichi đã nhanh chóng cử các thành viên trong đội đến khu vực bị động đất tàn phá bằng máy bay trực thăng và xe cứu hỏa cùng với các thiết bị cần thiết. Lực lượng cảnh sát giao thông vũ trang cũng cử 3 tàu tiên phong với tổng số hơn 20 cán bộ chiến sĩ gấp rút tiếp cận tâm chấn. Phân đội thứ 2 của lực lượng giao thông của cảnh sát vũ trang đã điều động quân đội gấp rút vượt qua đường cao tốc Tứ Xuyên Tây Tạng bị hư hỏng, đồng thời dọn dẹp thêm các khu đất lở và đá rơi. Sư đoàn quân sự Nichi của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã cử 234 sĩ quan, binh sĩ và 538 dân quân đến khu vực động đất để tiến hành các hoạt động cứu hộ, điều tra tình hình thiên tai, chuyển và tái định cư các nạn nhân. Trung tâm ứng dụng vệ tinh tài nguyên Trung Quốc đã khẩn trương gửi một số vệ tinh để quan sát khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất, trong đó vệ tinh Gaofen 4 đã chụp ảnh khu vực bị thảm họa. Đồng thời, bộ phận dân sự địa phương đã thành lập 49 điểm tái định cư tập trung tạm thời để các nạn nhân trú ẩn tạm thời. Tất cả các sân bay lớn ở Tây Tạng vẫn duy trì hoạt động bình thường sau trận động đất và các chuyến bay đến và đi tại sân bay Nichi đã tiếp tục cất cánh, hạ cánh bình thường sau khi được xác nhận rằng không có nguy hiểm. Khu thắng cảnh Grand Canyon Prapucha ở thành phố Nichi đã tuyên bố đóng cửa tạm thời sau trận động đất. Một số công ty du lịch đã hủy các đoàn du lịch đến khu vực bị động đất và đề nghị hoàn lại tiền cho những hành khách bị ảnh hưởng. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp 4, đồng thời cử một nhóm công tác đến khu vực thiên tai để hướng dẫn cứu trợ thiên tai. Chính phủ nhân dân khu tự trị Tây Tạng cũng đã đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp 3 để cứu trợ động đất. Quân đoàn cảnh sát vũ trang Tây Tạng đã khởi động một cơ chế ứng phó khẩn cấp, thu thập và làm chủ toàn diện tình hình thảm họa. Quân đội được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai và báo cáo tình hình kịp thời, đồng thời ra lệnh cho các quân đội Linji, Kamdo và Sanan của cảnh sát vũ trang và các phi đội công binh của quân đội thứ nhất và thứ hai chuẩn bị cho việc cứu hộ khẩn cấp những vùng bị động đất. Sau trận động đất, Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã thành lập trụ sở khẩn cấp trận động đất Milin Tây Tạng để phối hợp công tác ứng phó khẩn cấp và xử lý thông tin động đất. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Phó Thủ tướng Uông Dương đã ra chỉ thị sau trận động đất, yêu cầu làm tốt công tác theo dõi dư chấn, nghiên cứu và phán đoán xu hướng động đất, phòng chống thiên tai thứ cấp như thảm họa địa chất trong khu vực động đất, phân tích dư luận, hướng dẫn dư luận và gửi thông tin và hỗ trợ đầy đủ.